6 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020, đồn biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với trạm radar T540 phát hiện một tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng Tây Bắc. Ngay lập tức, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã điều động tàu của đồn biên phòng Cồn Cỏ và của Hải đội 2 biên phòng tỉnh đang làm nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra triển khai truy đuổi. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, khi thấy tàu của lực lượng chức năng, tàu cá Trung Quốc nổ máy bỏ chạy. Khi còn cách đảo Cồn Cỏ khoảng 12 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá Trung Quốc bị tàu của biên phòng Quảng Trị áp sát. Thời điểm kiểm tra, tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 12328, có 4 thuyền viên, biên phòng Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, quay phim chụp ảnh lấy tư liệu, phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.